Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Điều tra TV. Thưa quý vị, trong phòng biệt giam, tử tù thường ngủ vào ban ngày và thức vào ban đêm. Bình minh của họ là khi mặt trời lặn xuống. Các cuộc thi hành án tử hình bao giờ cũng bắt đầu vào lúc tờ mờ sáng và kết thúc vào trước lúc mặt trời mọc. Khi trời sáng thấy mình vẫn yên vị trong phòng biệt giam, ấy là lúc tử tù biết mình vẫn còn được sống. Có thể thấy dù ở ngoài xã hội họ là những tên giang hồ cộm cán hay những kẻ sát nhân máu lạnh, gây án không ghê tay. Nhưng đến khi bị kết án tử hình, tất cả đều có những diễn biến tâm lý khó diễn tả. Để có cái nhìn rõ hơn, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Khoảng 2 giờ ngày 26 tháng 5 năm 2015, tại căn nhà cấp 4, nằm giữa vườn trái cây thuộc ấp Trung Hậu, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, bất ngờ bốc cháy. Vụ cháy kinh hoàng lúc rạng sáng đã cướp đi sinh mạng của người chồng, vợ và con gái trong cùng gia đình. Chị Đặng Thị Thờ, 33 tuổi và con gái là cháu Nguyễn Ngọc Hát, 4 tuổi, tử vong tại hiện trường. Anh Nguyễn Đức Thắng là chồng chị Thúy, cùng ngụ xã Trung Thành Tây, cố thoát ra ngoài bằng cửa sổ, kêu cứu trong tình trạng bị cháy toàn thân, cơ thể bị biến dạng. Khi mọi người đến nơi, phát hiện anh Thắng ngồi trơ trọi giữa vườn cây và chỉ vào bên trong căn nhà lửa vẫn đang cháy ngùn ngụt. Mọi người khẩn trương múc nước chữa cháy, phá cửa xông vào nhưng không còn kịp, chị Thúy và con gái đã cháy đen. Nhiều người chứng kiến vụ việc kể lại, do căn nhà anh Thắng sống nằm cách biệt với khu dân cư, vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng nên người dân không phát hiện kịp thời. Chỉ đến khi anh Thắng thoát được ra ngoài và la lớn kêu cứu thì mọi người xung quanh mới chạy đến hỗ trợ nhưng đã quá muộn. Chị Nguyễn Thị Kim Loan, 38 tuổi, ngụ xã Trung Thành Tây là người chứng kiến sự việc kể lại. Vào thời điểm trên là lúc mọi người chìm vào giấc ngủ sâu. Cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng kêu cứu của anh Thắng phát ra từ căn nhà giữa vườn. Tiếng kêu cứu ngày càng yếu đi. Lúc đó, anh Lượng, chồng chị Loan bật dậy, gọi thêm vài người hàng xóm nhà kế bên chạy ra xem tình hình. Mọi người chạy đến nơi thì nhìn thấy anh Thắng ngồi bệt dưới nền đất, toàn thân bỏng rất nặng, kêu cứu có người phóng hỏa giết người. Vợ và con anh Thắng đều chết hết, lập tức mọi người trình báo vụ việc đến cơ quan công an, đồng thời đưa anh Thắng đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long lúc bấy giờ cho biết, qua công tác khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra xác định đây không phải là vụ hỏa hoạn mà có dấu hiệu của vụ án giết người nên khẩn trương vào cuộc điều tra. Căn nhà nơi xảy ra cháy rộng chừng 10m², tường xây, mái lợp tôn và chỉ có một cánh cửa ra vào. Căn nhà là nơi vợ chồng anh Thắng và con gái ngủ lại vào ban đêm để giữ vườn và chăm sóc vật nuôi. Còn ngày thường thì vợ chồng anh Thắng sinh hoạt chung với cha mẹ ruột tại căn nhà chính, nằm cặp con rạch lá cách đó chưa đầy một cây số. Ngày 25 tháng 5 năm 2015, sau bữa cơm chiều, vợ chồng anh Thắng cùng con gái ra căn nhà ngủ giữa vườn thì gặp nạn. Quá trình khám nghiệm, lực lượng công an phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Thời điểm xảy ra cháy, vợ chồng anh Thắng ngủ bên trong, còn cửa ngoài bị chốt kín. Vì vậy, khi ngọn lửa bốc cháy thì vợ chồng anh Thắng không có cách nào thoát ra ngoài được. Tại hiện trường, lực lượng thu giữ được can nhựa loại 10 lít có mùi xăng, một đèn pin, xô nhựa, v.v. Xung quanh căn nhà, lực lượng phát hiện nhiều vết chân lạ theo nhiều hướng khác nhau thoát về phía cánh đồng lúa. Trên cơ sở kết quả khám nghiệm hiện trường và lời khai của nhiều nhân chứng, bước đầu cơ quan điều tra khẳng định đây không phải là vụ cháy thông thường, có dấu hiệu hình sự vụ án giết người. Một nguồn tin quan trọng khác, ông Mã Thành Tâm là người họ hàng với gia đình nạn nhân và trực tiếp đưa anh Thắng từ hiện trường đến bệnh viện cấp cứu, đã kể lại. Lúc ông đến nơi thì anh Thắng luôn miệng nói, vợ con của con chết hết rồi, có người phóng hỏa đốt nhà. Trong lúc mọi người khẩn trương gọi xe đưa anh Thắng đến bệnh viện cấp cứu, nạn nhân cố níu tay ông Tâm nhắc lại nhiều lần việc có người phóng hỏa giết người. Theo lời ông Tâm, lúc phát hiện, anh Thắng bị bỏng rất nặng, bỏng toàn thân, đầu bị cháy trơ đến sọ. Có thể nói là Thắng biết mình không qua khỏi nên cứ nhắc lại chuyện có người phóng hỏa. Nếu con chết thì phải báo với công an việc này, con có tâm thần thì con tự chặt tay chặt chân, chứ con không bao giờ giết vợ con. Ông Tâm nhớ lại lời nói của Thắng. Khi đưa đến bệnh viện ở huyện Vũng Liêm, Thắng không còn nói được nữa, ai hỏi gì, nếu đồng ý thì gật đầu. Do diễn biến sức khỏe xấu, trong buổi sáng ngày 26 tháng 5 năm 2015, anh Thắng được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh để điều trị. Trong khoảng thời gian anh Thắng được điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh, gia đình ở quê tiến hành lo hậu sự cho chị Thúy và con gái. Một ngày sau đó, ngày 27 tháng 5 năm 2015, anh Thắng là nạn nhân thứ 3 tử vong do bị bỏng nặng toàn thân trong vụ phóng hỏa giết người. Chiều cùng ngày, thi thể anh Thắng được đưa về nhà cha mẹ ruột lo hậu sự. Nhìn ba quan tài đặt cạnh nhau của vợ chồng anh Thắng và con gái 4 tuổi khiến ai nấy cũng chạnh lòng, không cầm được nước mắt.
nhiều khách viếng đã bật khóc khi phải chứng kiến cảnh tang thương cùng lúc 3 người trong một gia đình tử vong. Theo nhiều người dân địa phương, vợ chồng anh Thắng sống rất hiền lành, chỉ biết cặm cụi làm ăn, chứ chưa hề xích mích với xóm giềng. Đến rạng sáng ngày 26 tháng 5 năm 2015, khi xảy ra hỏa hoạn, bà Trần Thị Son, là mẹ ruột của anh Thắng, bấm điện thoại gọi cho Trần Quốc Gia, ngụ ấp Đông Hậu, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, là người yêu của em gái Thắng, thông báo việc vợ con anh Thắng tử vong. Thắng ra hỏi tôi, sao chết vậy bác, sao chết vậy bác? Tôi trả lời, nhà nó ngoài vườn bị đốt. Sau đó thằng ra nói, nó đang nhậu ở Bình Minh, có gì nó chạy xuống, bà Son kể. Cũng theo lời bà Son, một ngày trước khi xảy ra hỏa hoạn, Gia có xuống nhà phụ giúp gia đình giải giống lúa ngoài đồng. Buổi chiều hôm đó, nhiều người có rủ Gia ở lại, tuy nhiên Gia từ chối, nói là về thị xã Bình Minh. Khoảng 6 giờ sáng hôm sau, Gia xuất hiện tại nhà bà Son với bộ dạng quần áo bị ướt sũng. Ai hỏi thì Gia trả lời, sửa motor bơm nước nên quần áo bị ướt hết. Bà Son nói, đi lấy bộ quần áo khác cho Gia thay. Nhiều người phát hiện bộ quần áo Gia vừa thay bỏ vào trong thau có vết bùn đất như là đất ruộng. Nhiều người còn phát hiện buổi chiều trước khi xảy ra vụ cháy, Gia làng vàng tại căn nhà xảy ra cháy. Đặc biệt, trong lúc phụ giúp gia đình lo hậu sự, Gia hết sức nhiệt tình nhưng nhiều lúc có biểu hiện rất lúng túng. Nét mặt bất thường, đôi mắt luôn dò xét xung quanh. Khi khiêng hai quan tài chuẩn bị liệm, chị Thúy và cháu Hân, Gia cũng lăng xăng lại phụ. Đến lúc nhìn thấy di ảnh hai mẹ con chị Thúy thì mặt Gia biến sắc. Ngoài ra, lúc tang Gia bối rối, Gia có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tại thời điểm khám nghiệm hiện trường, Gia cũng đỏ mặt, nhiều người quan sát thấy sắc diện của Gia tái xanh, không còn chút máu nên nghi ngờ báo cho cơ quan công an. Tiến hành xác minh, người này được biết Gia có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Diễm Xuân, 22 tuổi, là em gái út của anh Thúy. Gia có khoảng thời gian đi xuất khẩu lao động ở Malaysia, sau đó về quê ở Bình Minh làm dẫy. Còn Xuân đi học, rồi làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Thường ngày, Gia hay lui tới gia đình, phụ giúp công việc đồng áng cho cha mẹ anh Thắng và thi thoảng có ngủ lại nhà. Tất cả những điểm bất thường đều được trinh sát ghi nhận. Chiều hôm đó, Gia được mời về trụ sở công an làm việc. Trên đường đi, Gia bắt đầu nói lắp bắp với bộ dạng lo sợ. Qua củng cố chứng cứ, cơ quan điều tra xác định Gia là nghi can chính trong vụ án. Sáng ngày 27 tháng 5, tại Ủy ban Nhân dân xã Trung Thành Tây, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Quốc Gia để điều tra về hành vi phóng hỏa giết người. Cả trăm người dân đã tụ tập kín trước trụ sở Ủy ban Nhân dân xã xem mặt hung thủ, ai cũng tỏ ra phẫn nộ. Qua làm việc, bước đầu Gia khai nhận hơn một năm trước quen Xuân qua mạng xã hội. Nhiều lần lui tới nhà chơi, Gia có mâu thuẫn với anh Thắng nên nảy sinh ý định giết chết anh Thắng. Chiều ngày 25 tháng 5 năm 2015, Gia chạy xe máy từ dãy của gia đình ở Đông Bình, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, ra chợ mua can nhựa, xô nhựa và 4 lít xăng rồi mang đi cất giấu. Tối cùng ngày, Gia đi chơi ngoài thị xã Bình Minh nên hẹn người chạy xe ôm chờ đến 22 giờ chở mình xuống xã Trung Thành Tây với giá 250.000 đồng. Sau đó, Gia lấy can nhựa có chứa xăng, xô nhựa chuẩn bị bật lửa rồi nói xe ôm chở đến cầu đình ấp Trung Hậu, xã Trung Thành Tây. Khoảng 0 giờ ngày 26 tháng 5, Gia xách xô nhựa và can xăng đi ra bờ ruộng ngang qua phía sau nhà của anh Thắng khoảng 50 mét. Chờ cho anh Thắng, vợ và con ngủ say, đến khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, Gia đổ xăng ra xô nhựa, dùng bông gòn đã chuẩn bị sẵn, quấn vào cây mì dài khoảng 40cm rồi nhúng xăng và châm lửa. Sáng ngày 24 tháng 9 năm 2015, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa lưu động xét xử Trần Quốc Gia. Nạn nhân là anh Nguyễn Đức Thắng, chị Đặng Thị Thúy là vợ anh Thắng và cháu Nguyễn Ngọc Hân 4 tuổi là con gái anh Thắng cùng ngụ xã Trung Thành Tây. Phiên tòa lưu động đã được mở tại Ủy ban Nhân dân xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm đã thu hút sự quan tâm của hàng trăm người dân. Tại phiên tòa, Trần Quốc Gia tỏ ra bình tĩnh khi trả lời đầy đủ những câu hỏi của hội đồng xét xử về hành vi phạm tội của mình. Gia khai nhận từng đi hợp tác lao động tại Malaysia. Trong thời gian này, Gia có quen biết qua điện thoại với chị Nguyễn Thị Diễm Xuân, 22 tuổi, là em gái của anh Thắng. Trong thời gian hai bên quen biết và yêu đương thì Gia thường xuyên gửi tiền về Việt Nam cho Xuân mua sắm và đóng tiền học. Theo bị cáo, có những lần gửi về cho Xuân từ 20 tới 30 triệu đồng. Tháng 6 năm 2014, Gia hết hạn hợp đồng lao động trở về nước và sau đó lui tới nhà Xuân để phụ việc đồng áng và thường xuyên ở lại nhà chị Xuân từ 20 tới 30 ngày mới về. Gia cho rằng do anh Thắng thường cự cãi và có đánh các chị em trong nhà, những lúc đó cũng có Gia nên hai bên cũng có xảy ra mâu thuẫn. Do buồn bực anh Thắng nên Gia muốn dọa để anh Thắng hết hung dữ. Tại phiên tòa, Gia nhiều lần xin lỗi gia đình nạn nhân, thừa nhận việc làm của mình là sai trái, nhưng chỉ nhận là muốn hăm dọa chứ không có ý định giết.
Gia cho rằng biết có ba người ngủ trong chòi nhưng bị cáo không nghĩ sẽ chết. Gia còn khai nhận trước khi gây án đã ngồi ở bờ ruộng gần nhà anh Thắng suy nghĩ một tiếng đồng hồ, nhưng do buồn bực nhớ lại mình lo cho gia đình mà lại bị anh Thắng chỉ mắng, đòi đánh nên mới hành động như vậy. Sau đó Gia lại quanh co. Do buồn bực quá, bị cáo không suy nghĩ gì được, không có ý định giết, cũng không nghĩ là gia đình anh Thắng chết, bị cáo không nghĩ gì hết, chỉ nghĩ là dọa. Hội đồng xét xử cắt lời Gia, bị cáo đổ 4 lít xăng vào chòi chừng 10m2 mà nói không nghĩ là chết. Dọa là khi bị cáo dùng chất khác hoặc lượng xăng rất nhỏ hoặc là đổ xăng ở ngoài kia, cái gì bị cáo cũng không nghĩ mà bị cáo thực hiện hành vi, lỗi của bị cáo là lỗi cố ý giết người. Trước phần trả lời quanh co của Gia, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã thẩm vấn để làm rõ Gia có điện thoại cho mẹ anh Thắng thăm dò vợ chồng anh Thắng ngủ ở đâu. Theo đại diện Viện Kiểm sát, việc Gia điện thoại hỏi thăm thuê xe Honda ôm là bị cáo đã có chuẩn bị kế hoạch từ trước. Hội đồng xét xử cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm chỉ vì mâu thuẫn nhỏ giữa anh chị em trong gia đình anh Thắng khiến bạn gái bị cáo bỏ đi thành phố Hồ Chí Minh làm việc, bị cáo tức giận mà muốn giết chết cả gia đình anh Thắng. Trước khi hành động, bị cáo đã có sự tính toán chuẩn bị trước, bị cáo phạm tội với nhiều tình tiết tăng nặng, phạm tội với quyết tâm cao, mất tính người, không còn khả năng cải tạo, cần phải loại trừ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Do đó, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tuyên mức án tử hình Gia về hai tội là giết người và hủy hoại tài sản. Thưa quý vị, trong cuộc đời này, đến lúc ai đó đã biết nói được hai từ giá như, thì dường như đều đã không còn lối quay về. Đối với những tử tù, kẻ chịu tội bản án của pháp luật cũng như vậy. Mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật, mà bản án pháp luật thì dễ trả. Bản án lương tâm sẽ đeo đẳng dày vò những kẻ phạm tội đến phút cuối đời. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Trong cuộc đời này, đến lúc ai đó đã biết nói được hai chữ giá như, thì dường như đều đã không còn lối quay về.